Hôm nay em xin làm bài tập 1. Em tên là Nguyễn Hải, mã sinh viên là 174259. Bài tập 1 như vẽ lại mặt 32 mét đường, thì lấy đầu tiên lấy đi điều khiển 18m4550. Tiếp theo là lấy tập sinh di động bậc anh. Ta tiến hành nối chân cho sinh viên mình ăn. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ đặt chân cho các cái tên cho các cái trường hợp mỗi là giờ đề một đề chúng ta mới bắt đầu đặt tên cho nó là không là 1, 2, 3, 4, 5, 6 hay là 7. Thì ở trên CK1, CK2, CK1 thì chúng ta đặt cái cách CK, và trước tiên là chúng ta sẽ cho hai con vị C74 C5573 C573 thì C74 C573 chúng ta cũng tiến hành nối chân từ 4 đến 9. Chúng ta cũng có từ A0 đến A7. Chân 4 thì là hình như là A4 thì phải. A4, A2, A2, A7. A6, A7. Ở con U3 cũng như vậy, chúng ta cũng tiến hành đặt tên cho các cái chân này. Chúng ta cũng tiến hành đặt tên lại. A6, A7. Chân LE, chân OE thì chúng ta nối lỡ đất. Rồi chân LE thì chúng ta cho đâu là A0 là A1. Thì ở đây chúng ta tiến hành đặt tên lại cái SK. Đây chúng ta đặt cái giá trị không. Đây chúng ta có cái nút nhấn tích tên một con đường chở 10 ký và
Đúng. Đây là nó đất. Đây chúng ta bắt nguồn DCC. Tiếp theo là chúng ta sẽ có bốn con IC 74HC595, 4HC595. Bốn con này nữa chúng ta có xuyên tốt được rồi, chúng ta sẽ tiến hành kết nối các chân với nhau. Chúng ta sẽ có cái chân như sau. Là R2 đấy. Ở chân R3 thì chúng ta nối với lại cái chân FTCB. Ok, chân FTCB. Cái chân FTCB nối với nhau. Ở cái chân master reset á, thì chúng ta nói là nguồn hay là còn chân SHCB và chân DS thì chúng ta tiến hành kết nối luôn và nối bốn chân này lại với nhau, bốn chân SHCB lại với nhau. Chúng ta tiến hành đặt tên của chân SHCB là SK của cái. CK này SK trong những trục không, SK không thì trục có là SK ở đây, thì ở đây là SD. Tương tự như chúng ta cũng tiếp tục nói luôn bên đây. Và chúng ta sẽ tiến hành đặt tên cho cái chân này như là SSD0.
Cái đấy còn ở chương 15 là chương 15 là chương 14, còn là mấy cái C chúng ta phải kết nối nữa là chương 15 là chương 14. Tôi cũng nói là chương 15 ta tiếp tục đặt tên cho cái chương trình 14. Cái chương này chúng ta sẽ cho đây sẽ ra. RCK 32 lúc đơn chúng ta sẽ nói ở đây TCP và chúng ta chúng ta 32 lúc đơn chúng ta sẽ nói là chúng ta OE. Ok, chúng ta sẽ dùng cái đường trở chúng ta sẽ tiến hành kết nối các cái chung mình đẩy nối về như 6 xem sẽ được chúng ta tiến hành chỉnh các giá trị của hiện trạng tiến hành nối các cái trình này lại với nhau.
Thì coi như chúng ta đã lắp xong cái phòng này. Reset nói với nhau một chân master reset xuống đây đúng rồi. R3 sẽ nói là cái chân RCK32 lít đơn. Đúng rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ lắp cái led thanh. Rồi vậy chúng ta sẽ kết nối các cái chân này lại với nhau. Đây cũng tương tự như thế. Ta sẽ nối với nhau và nối xuống đất. Ta đã cơ bản đã vẽ xong cái mặt tết của băng 2 lít đơn. Để kiểm tra lại không biết có sai sót gì không, không thì chúng ta chuyển qua vẽ code. Thì có vẻ như là đúng rồi đó. Chúng ta chuyển qua vẽ code của code của CSS line. Ok, thì để giải thích sơ qua phần code này thì chúng ta sẽ giải thích như sau. Đây là các cái khai báo thư viện, các cái khai báo miếng ban đầu. Ở chương trình con thứ nhất chúng ta có là sáng tắt 32 led 5 lần, thì sáng tắt 32 led 5 lần chúng ta sẽ có delay là 100 ms. Ban đầu là tắt, tiếp theo là sáng hết tất cả 32 led, lặp lại 5 lần từng vòng lặp for. Ở chương trình con thứ hai là chúng ta có sáng tắt dần từ phải sang trái, thì sáng tắt dần từ phải sang trái 32 led thì chúng ta có sẽ dùng cái lệnh xuất 32 led đơn một một double quote y delay 30 giây. Thì cứ mỗi lần như vậy y này sẽ dịch về bên trái một một bit và sau đó cộng cho một, tức là cái led chúng ta sau khi dịch sang bên trái một bit thì sẽ cộng thêm cho một, tức là cái led nó sẽ sáng lên. Tiếp theo là cái lệnh for tiếp theo là trong khoảng 32 lần luôn, cũng xuất 32 letter một điều một luôn. Thì đây là 30 mili giây thì nó lại dịch về bên trái một, nhưng mà nó lại không cộng cho một, tức là lúc này nó sẽ thấp dần. Ở chương trình con rồi con tiếp theo chúng ta thấy là sáng thấp dần từ trái sang phải 32 led, cũng tương tự ở trên. Thì đây là từ trái sang phải thì chúng ta sẽ dịch từ bên trái sang bên phải là y sẽ dịch sang bên phải một ít, sau đó cộng cho không ít
không biết 8000000000, tức là nó sẽ sáng. Sau khi sáng xong đó, thì chúng ta sẽ chạy tiếp 32 lần tiếp theo là 32 lần tắt. Để dịch về bên phải nhưng mà nó không có cộng với gì hết, tức là cộng với không thì led chúng mình sẽ tắt. Ở chương trình tiếp theo là chúng ta sẽ có sáng từ ngoài vào trong 32 led 5 lần. Giờ sáng từ ngoài vào trong 32 led 5 lần. 32 led 5 lần thì chúng ta cho 5 lần thì hơi dài, thì chúng ta cho 2 lần thôi. Thì chạy 2 lần vòng lặp for. Ở chương trình, ở trong cái chương trình chính, ở trong chương trình con này chúng ta sẽ có là yên không. Xuất 32 led đơn 2 quật. Thì xuất 32 led đơn 2 quật, ZT là ZB. Thì delay 50 mili giây. Sáng từ ngoài vào trong thì chúng này là ZT. ZT của chúng ta ở bên trái. Bên trái sẽ dịch về bên phải, sau đó cộng cho x0x8000, đó nó sẽ sáng từ bên trái vào và chất bơi. Thì nó dịch từ bên phải sang bên trái, cộng thêm cho một, lúc đó nó sẽ sáng từ bên phải vào. Lúc đó chúng ta sẽ có hiệu ứng sáng từ hai bên vào vòng trong. Tiếp theo chạy tiếp 16 lần là xuất 32 led đơn, thì chúng ta sẽ có ZT dịch sang ZT dịch sang phải một đơn vị và ZB dịch sang trái một đơn vị. Lúc này nó sẽ tắt từ trong ra ngoài. Ở cái nhìn con chớp nháy thì chúng ta có khai báo cho người ta gắn x bằng 0.80 thì a bằng 0.00. Lúc này sẽ chạy vòng lặp for 7 lần, xuất 32 led đơn 4 bài, x00a delay 30 mili giây, xuất 32 led đơn 4 bài 0a x0 delay 30 giây, x sẽ dịch về bên phải 1 bit, a dịch về bên trái 1 bit. Lúc này sẽ tạo ra hiệu ứng chớp nháy liên tục. Ở chương trình con tiếp theo thì là chấp nháy 2. Chấp nháy 2 chúng ta cũng gán như thế. Bây giờ chúng ta cho x dịch về bên phải 2 đơn vị, a dịch về bên trái 2 đơn vị, thì chúng ta sẽ có được cái chấp nháy một kiểu chấp nháy, một kiểu chấp nháy khác. Chương trình con tiếp theo chúng ta có là led 32 dùng sáng 2 led trong ra, thì chúng ta gán b bằng 0.80 a bằng 1. Chúng ta dùng định suất 32 led 2 quật ra. Chúng ta delay 100 mili giây, chúng ta sẽ có a bên trái 1, B dịch bên phải 1. Ở chương trình tiếp theo là chúng ta sẽ có led 32 từ dùng sáng ở bên ngoài vào, thì hồi nãy là ở bên trong ra, bây giờ ở ngoài vào. Chúng ta sẽ có suất 32 led đơn, thì chúng ta sẽ dùng A bằng A dịch sang phải 1 và B bằng B dịch sang trái 1, thì chúng ta sẽ có cái được cái 32 led sáng từ bên ngoài vào. Tiếp theo là 32 led dùng sáng ở 2 led ngoài vào, thì ở chương trình này nó sẽ sáng cũng sáng từ bên ngoài vào, nhưng mà nó sáng từng con. Chương trình con tiếp theo là led 32 dùng sáng hai bên vào giữa, sáng hai led trong ra, hai bên vào giữa, thì chúng ta cũng gán như thế. Chúng ta dùng lệnh for y y bé 16 cộng cộng, lúc này a về bên trái cộng cho 0.80 để cho con sáng lên, và b cũng dịch về bên dịch về bên trái, a thì dịch về bên phải, chúng ta sẽ có sáng từ a sáng dồn hai bên vào giữa. Ở chương trình chính thì chúng ta cho ban đầu cho y bằng 0.000000 để chúng ta gõ cái chương trình con ra, chúng ta sẽ cầm lại thử có sai sót hay không. Không có sai sót, giờ chúng ta sẽ chuyển qua một tết. Khi mà chuyển qua tết thì chúng ta sẽ nạp code vào trong đây, nạp code bài 33 để chúng tổng hợp 32 led. Ok, chúng ta chạy thử coi xem sao. Đầu tiên là sẽ là 32 led sẽ chớp tắt 5 lần, delay khoảng 100 mili giây. Tiếp đến là chúng ta sẽ chạy từ bên trái sang bên phải và cũng sẽ tắt, sẽ tắt từ bên trái sang bên phải. Sau đây sẽ đến với chương trình con tiếp theo là sẽ chạy từ bên trái sang bên phải hai lần, là mới có được một lần thôi, đây là lần thứ hai. Tiếp
theo là chương trình con sẽ chạy từ bên phải sang bên trái, như cũng 2 lần như vậy. Sau khi chạy xong từ bên phải sang bên trái 2 lần thì chúng ta sẽ chạy từ hai bên dồn vào giữa, sẽ tắt từ giữa ra khoảng 2 lần thì vậy. Chắc là 2 lần. Tiếp đến chương trình con tiếp theo là chúng ta sẽ có là chớp nháy từng led đơn. Từng led đơn sẽ chớp nháy ở các vị trí led khác nhau, tạo ra các hiệu ứng chớp nháy liên tục khoảng 5 lần thì nó sẽ chớp nháy 5 lần. Đến với hiệu ứng tiếp theo là hiệu ứng từng led đơn sáng từ trong ra. Sau đó là tất cả các led sáng từ ngoài vào. Sau khi tất cả các led sáng từ ngoài vào xong đó, thì chúng ta sẽ có là chúng ta đã xong cái phần chương trình này. Chúng nó sẽ quay lại ban đầu là chớp tắt 5 lần. Và chạy lại cái chương trình ban đầu, chương trình con ban đầu. Bây giờ video xin đến đây, em xin kết thúc. Cảm ơn mọi người đã nghe, theo dõi.